Hello, xin chào quý vị và các bạn. Rất vui quý vị và các bạn quay trở lại kênh của Khánh Nguyễn Cuộc Sống Đức U70. Hôm nay lại là Chủ nhật rồi, thời gian trôi nhanh quá các bạn ơi. Cuối tuần ở nước ngoài thì nó buồn ơi là buồn. Nó đúng là một cái bài hát mà ngày Chủ nhật, ngày của riêng mình. Nếu mà của riêng mình thì buồn buồn chết người, mình cũng không hiểu cái từ mà của riêng mình là như thế nào. Nhưng mà mình thấy buồn lắm các bạn. Thì hôm nay thì mình lại có một cái video chia sẻ cùng các bạn, một nói về nước ngoài, nói về Việt kiều ở nước ngoài, thì nói chung, còn nói riêng là Việt kiều ở Đức. Và cái thực tế mình muốn chia sẻ hôm nay và với rất nhiều những cái câu chuyện, nhưng mà thôi thì mình chia sẻ được câu nào thì hay câu đấy, bởi vì nó nếu mà nói đến thì nó dài lắm, nhưng mà video chỉ có hạn thôi các bạn ạ. Thì mình cứ chia sẻ được bao nhiêu phần thì các bạn xem và ủng hộ U70 mấy và bình luận nhé các bạn nhé. Thì trước khi vào chia sẻ, mình mong quý vị và các bạn thật là mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Và nếu thấy yêu thương U70, già 70 mà vẫn hứng thú làm YouTube, thì dù hay hay dù dở thì thôi thì thông cảm cho U70 và cố gắng ủng hộ giúp đỡ nhé các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ đi vào chủ đề chính, không để các bạn chờ lâu. Thì cái tiêu đề của ngày hôm nay là mình muốn nói đến ở Đức rất nhiều người, ví dụ lâu hơn nữa, hoặc là như mình 38 năm ở Đức, nhưng mình khẳng định rằng có rất nhiều các bạn không thể biết hết được các cái luật của Đức, mà những cái luật nó gọi là sinh hoạt hàng ngày với mình và người Đức, chứ không có nói gì là luật về chính trị hoặc là về cái gì nó xa. Nhưng mà cái luật này nó cũng rất là, nó nghe nói thì tưởng là bình thường, nhưng mà rất là quan trọng. Nếu như các bạn ở Đức, các bạn phải nên nhớ và nên hiểu, nên biết và nắm được cái tình hình, cái cuộc sống ở Đức. Ví dụ như là cái này là quan trọng lắm này. Cái thứ nhất là các cháu con gái chưa đến tuổi 18 thì mình nhìn thấy ở Đức ấy, các cái lớp trẻ cũng thế, một người già cũng thế, là người ta có nói gì thì nói, nhưng mà nói ấy, là họ cũng không dám, không bao giờ dám xúc phạm đến cái chuyện riêng tư của người ta, mà chỉ là chuyện bình thường. Ví dụ những cái câu chuyện gì của người ta với mình thì là bình thường thôi, còn cái cá nhân của người ta thì họ không có được phép. Mình ví dụ như là bây thời nay ấy, không riêng ở nước ngoài, ở Đức, mà mình thấy ở Việt Nam thì các cháu, những người các cháu rồi những người phụ nữ là ăn mặc rất rất là hở hang. Nhưng ở Đức này mình thấy có một cái ưu điểm là không bao giờ mà người ta dám nói chuyện với con gái mà vỗ mông hoặc là vỗ vai hoặc là chạm vào những cái chỗ mà nhạy cảm của người ta, không được phép. Nhưng mà hình như là nó có luật thế sao ấy, cho nên là mình không bao giờ thấy. Còn đây là mình nói không biết có đúng hay không các bạn nhé, các bạn thông cảm nhé. Nhưng mà mình, theo mình suy nghĩ thì nếu như ở Việt Nam có thể là mồm nói chỉ là nói đùa thôi, nhưng mà cũng có phần xúc phạm, hoặc là tay bộ đùa là vỗ mông hoặc là chạm vào cái nọ cái kia, thì ở Việt Nam thì cho là bình thường, mà mình cảm thấy có thể là người ta cũng dám vỗ mông. Nhưng riêng ở Đức này không. Tại sao không? Mình kể chuyện cho các bạn một câu chuyện.
Có một người 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 không phải người Italian, mà cái người không phải phải người Italian không nhỉ, nhưng mà cũng là người nước ngoài. Ông ấy kể chuyện này, ông ấy nhớ đời. Bây giờ ấy là ông ấy ngồi không bao giờ ông dám ngồi gần các cháu mà dưới tuổi 18. Ông ấy rất là sợ. Lý do là trước đây thì không biết là có đủ hay không, nhưng mà ông ấy nói, ông ấy kể là ông ấy chưa vỗ hẳn vào vào mông nó, mà nếu như nó lặng yên thì không sao, nhưng đây nó về nói với mẹ nó, lập tức mẹ nó kiện ra tòa. Ông ấy phải trả 6.000 các bạn nhé, mà chưa vỗ mông của cháu đấy đâu ấy, chưa vỗ đâu mà phải đền 6.000. Ngoài ra là còn mở phiên tòa, là cái người thua kiện phải trả tiền tòa, phải trả cái tiền mở phiên tòa đấy, rất là đắt, cho là người ta sợ lắm. Nhưng và họ không có bao giờ họ dám nói là mày ăn mặc thế nọ, mày ăn mặc thế kia, rồi thế này khác. Cái đấy là việc của người ta, họ không bao giờ dám đả động, không bao giờ dám 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 nói mà cái gì ấy cả. Thì đấy là một câu chuyện. Thế còn một người nữa thì cũng là bán đồ ăn. Bán đồ ăn thì các cháu vào cháu mua suất ăn thì cũng chưa đến 18, hình như là 16 hay sao ạ. Mua suất ăn thì cái người người ta bán cái đồ ăn đấy, người ta chỉ là quý thôi các bạn, quý cháu. Thì người Việt mình ấy, ngay cả mình bây giờ đấy, mình nói mà ai mà nói là mình hay đánh người ta kiểu như thế, thì chỉ là đùa quý thôi, thì vỗ mông cháu. Thế mà nó mới kiện ra tòa các bạn nhé, kiện ra tòa đấy. Nhưng mà sau này thì không biết là người ta làm cách nào, người ta cãi, người ta không vỗ mông như thế nào, thì là cũng 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 qua được. Và được cái ưu điểm hay ở Đức là ăn mặc như thế mà kệ, người ta không bao giờ người ta nói là mày ăn mặc thế nọ, mày ăn mặc thế kia, hoặc là động vào cái này cái khác của người ta. Cái đấy là việc riêng tư tư của người ta, kệ người ta, không được phép, không được đụng đến. Nếu mà nói ví dụ như là nói chê bai là cũng là và dạng xúc phạm đấy, mà riêng ở Đức xúc phạm thì cũng ăn đòn. Xúc phạm là cũng bất kể một cái gì, nếu như kiện là tiền, kiện là người ta phải mở phiên tòa. Ở Đức này này cái gì cũng phải mở phiên tòa là tiền hết, cho nên là các bạn phải hết sức thận trọng, cẩn thận. Cái những cái đoạn những cái các cháu mà chưa đến 18 tuổi là phải thận trọng, đừng có đùa pha vỗ mông nó. Mình thì thấy bình thường nhưng mà quan trọng lắm đấy, không bình thường đâu. Đấy là hai câu về một ông thì là ông cãi là ông chưa vỗ mông mà phải phải đền, hình như là phải đền cho cái người đấy 6.000 và phải mất mất tiền người ta mở phiên tòa. Thế còn một người nữa thì là cháu đi mua đồ ăn thì quý cháu quá là nói rồi là vỗ mông nó. Nhưng mà người Đức nó khác các bạn ạ, không có cái chuyện này. Người ta không bao giờ người ta nói thế, không bao giờ đánh vào mồm vào tay vào mông vào đấy này này nọ đâu. Mà mình chỉ ghét là người Đức bây giờ ấy, là kể cả già lẫn trẻ là cười là cứ hố hố mồm há to tiếng hết hết cỡ, chứ không có ý thức như ngày xưa nữa, chán ạ. Đấy là một cái, đấy là hai cái câu chuyện về về bộ mông. Thế còn một cái câu chuyện thứ ba nữa là hai người Việt Nam này cũng biết nhau chứ không phải là thân, biết nhau. Thì cái hôm đến mùa du lịch rồi thì cái người cái người người ta đi chơi và gặp lại cái người cũ, thì cái người cũ chẳng biết là trước đây thì không ưa nhau, không thích như thế nào ấy. Xong là hai người cự cãi nhau, xong rồi là kia ông kia cũng định định đấm người ta, nhưng mà may quá có người đi bên cạnh người ta cản gàn, chứ nếu không ấy rất là nguy hiểm các bạn. Nếu riêng ở Đức này mà đánh nhau nhé, là cãi nhau to thì cái người người Đức người ta không biết tiếng,
không hiểu tiếng, nhưng người ta nhìn cái thái độ người ta cũng biết là nói cái gì, người này nói người kia cái gì, thì cãi nhau. Và một ông định đấm cái ông kia, nhưng mà may có người đi cùng người ta gàn. Còn nếu mà đấm như thế nhá, cái người đấy là người ta không có biết gì về 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 đức, nên là nếu mà đấm như thế là ông ăn đòn luôn. Bởi vì á, người ta không cần biết được là mình đúng hay sai, chỉ cần biết là gây gổ đánh người ta thì mình đúng cũng thành sai đấy. Cho nên là ở Đức ấy, tất cả mọi cái là phải dựa vào pháp luật, cảnh sát, chứ không có phải tự ý mà cãi nhau chửi nhau ầm ĩ cả phố, nên là người ta cũng không 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 chấp nhận. Mà cái may cho cái ông đấy là ông không 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 đánh, bởi vì á xung quanh nhìn có khi nghĩ là không có công an, không có cảnh sát ở đây, nhưng mà những người dân là đều là cảnh sát các bạn ạ. Họ thấy là cái không cần phải là ai nhờ là bảo gọi điện cảnh sát hộ, không cần. Dân người ta thấy là người ta tự người ta gọi, người ta gọi và người ta sẽ nói là đấy, hai người cự cãi nhau rồi đánh nhau thế này thế khác. Nên là rất là nguy hiểm. Mà các bạn mà từ trước đến nay mà chưa đánh con thì cũng là cái may rồi. Nếu như mà từ giờ về 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 già mà nếu mà tính nết mà thay đổi mà đánh con chửi con thì cái đó không biết được. Mà trước thì không. Đây là mình chia sẻ hai cái câu chuyện mà rất là quan trọng mà thường hay mắc phải của những người đàn ông. Thì các bạn xem để mà rút kinh nghiệm, để mà biết, để mà tránh mà lường. Hai cái câu chuyện mà các cháu con gái dưới tuổi 18 là phải hết sức thận trọng, đừng bao giờ đùa giỡn mà đánh vào vai hoặc là vỗ vào mông, rất là nguy hiểm. Và không bao giờ, người ta chỉ nói quan hệ xã giao thôi, còn không bao giờ người ta dám xúc phạm là mày ăn mặc ở hang hay là mày thế nọ mày thế kia, không bao giờ. Không bao giờ đụng tay chân, là đụng vào cái chỗ này chỗ kia của người ta, chỉ nói chơi thôi đấy. Thế mới lại ở Đức tất cả là người ta dựa theo luật pháp, chứ không được tự ý đánh nhau chửi nhau, là mình có phải cũng thành trái. Nên các bạn đừng bao giờ mà máu đồng bào nóng tính mà đánh nhau. Ví dụ đánh nhau ở trong nhà người ta không ai biết ý, thì còn còn có mà người ta gọi cảnh sát đến ý, thì cái đó thì cũng chưa biết được. Nhưng mà ngoài đường ý, rất là quan trọng. Không ai người ta bảo bạn đúng hay bạn sai cả, người ta cứ nhìn vào cái lúc mà xảy ra, là từ đầu đến đuôi là người ta chứng kiến, là người ta tự người ta phán, chứ không cần phải ai nói đúng hay sai. Nhiều lắm. Và bây giờ mình sẽ một cái mục thứ tư nữa. Ở Đức này này, không bao giờ người ta chen ngang, bất kể ở đâu, bất kể ở nơi công cộng, ở đâu cũng thế, không bao giờ chen ngang cả. Nếu như muốn vội mà muốn đứng lên trên ấy, phải hỏi về xin phép người trên, người ta cho thì được, mà người ta không cho thì phải chịu. Nhưng các bạn nhớ đừng bao giờ chửi thề nhé, không bao giờ chửi, không bao giờ chửi, chửi là chết. Riêng ở Đức này là chửi cũng không được phép, chửi cũng không được phép, đánh nhau không được phép. Thế còn cái mục thứ tư ấy là cũng và cũng 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 thường xuyên hàng ngày vấp phải, ví dụ như là bạn đi mua đi bán cái gì, hoặc đi đâu này, hoặc là lên tàu xuống xe này, ví dụ như định lên tàu thì đừng bao giờ vội. Bao giờ tàu nó đỗ là người ở trên tàu người ta phải xuống hết đã, thì mình ở dưới mới lên. Mà những người lái tàu, người ta nhìn xem là mình
ở dưới còn ai nữa không, hết chưa thì người ta mới mới đi, chứ không bao giờ mà người ta đi, cho nên đừng có sợ, đừng có sợ mà cứ vội vàng chen lấn cũng không được, phải đợi người ta đi xuống hết đấy. À, đi các cái công sở thế là người ta phải xếp hàng nghiêm chỉnh, không có chen ngang. Còn tất nhiên thì ở Đức thì mình thấy vẫn rất là hay, nhưng mà đến bây giờ thì mình ở Đức này á, là nếu nói ấy thì là mình cũng qua mấy thời đại rồi. À, từ cái thời mà chủ nghĩa xã hội, là thời Đông Đức nhé, là mình cũng đã từng trải qua này, rồi đến tư bản này, cho nên là mình biết cái con người bây giờ nó cũng xuống cấp rất là nhiều, cũng không có được như ngày xưa, là càng ngày càng càng xuống cấp, càng thoái hóa. Nhưng mà mình thấy thì nó cũng vẫn còn, đến bây giờ thì cũng vẫn còn ok. Mà bây giờ ấy thì những người dân ấy mà họ cái ý thức kém ấy, thì họ cũng hay chống, hay chửi người nước ngoài, rồi hay đuổi mày về nước mày, mày cút đi, rồi thế này thế khác, rồi họ hay đưa cái ngón tay giữa ra. Cái ngón tay giữa thì mình chỉ biết là cái ngón tay giữa là người ta tối kỵ, chứ còn rõ ràng là cái ý nghĩa của cái ngón tay giữa như nào thì thật sự với các bạn mình cũng không, chưa biết, chưa hiểu. Nếu mà các bạn mà xem video thấy mình nói đi thì bạn bạn nào biết thì các bạn bình luận bên dưới cho mình nhé. Đấy thì ở Đức là chưa có, không có chen ngang. Thế còn nếu nói đến cái mục thứ năm nữa là về đút lót thì không biết ở đâu, hoặc là người ta ngấm ngầm thì mình không biết, nhưng mà mình nghe và thấy thì mình chưa thấy có cái chuyện đút lót. Riêng ở Đức không có đút lót, cảnh sát cũng không có, cái rất là nghiêm minh, cũng không có giống như ở những cái nơi khác. Ở nơi khác thì mình thấy là bà nói là cảnh sát kinh lắm, đi buôn đi chợ mà gặp cảnh sát thì nó lấy cả hàng, cho nên nhiều khi là cứ phải làm việc với cảnh sát. Trời ơi. Ok nhá, thì cái video này chia sẻ cũng dài, mình thấy các bạn chả có chịu xem cho mình đâu. Cái video dài 20 mấy phút mà xem được cái 2 phút 3 phút thì trời ạ. Thế là thôi, bây giờ mình xin dừng ở đây nhé, mình chia sẻ vài phần như thế. Thì nếu như các bạn muốn biết thì các bạn có thể là comment bên dưới hỏi mình như thế nào, thì mình sẽ sẵn sàng mình chia sẻ nhé. Và bây giờ mình xin dừng ở đây. Rất mong các bạn ủng hộ U70, nhớ cho U70 cái like nhé, động viên tinh thần thôi, chứ cái like cũng không có được tiền đâu. Ok, và bây giờ hẹn gặp lại, bye bye, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn đến video tiếp theo nhé. Bye bye.